Hạnh các thánh, ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Luca chương 1 câu 26 đến 38. Mỗi người chúng ta đều có một bà mẹ trần thế, mẹ là người sinh ra ta, cho ta bú mớm, vỗ về, an ủi ta. Mẹ là người dạy ta tiếng nói đầu đời, mẹ đưa ta tới trường, mở rộng chân trời cho ta tiến bước. Mẹ dạy ta biết vượt thắng gian nan, đẩy lui thử thách, biết quý trọng thời gian. Mẹ làm gương cho ta về lòng bao dung, chia sẻ, nhân ái. Mẹ dạy ta phải sống công bằng bác ái. Mẹ giúp ta ham sống và tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Mẹ là niềm an ủi, là hạnh phúc và là sức mạnh để ta lướt thắng gian nguy. Vâng, Chúa đã trao cho mỗi người một bà mẹ đáng yêu, đáng quý trọng. Chúa lại ban tặng cho nhân loại một bà mẹ vượt trội lên mọi bà mẹ thế trần. Mẹ có cái tên tuyệt vời, không tên nào dưới thế có thể diễn tả hết như mẹ đã được gọi. Maria. Maria là ai? Tại sao mẹ lại vô nhiễm nguyên tội? Đặc ân vô nhiễm nguyên tội giúp ích gì ta? 1. Maria là ai? Ở đây ta chỉ nói lướt qua về Maria trong đoạn suy niệm này, vì bài này không phải là một nghiên cứu về tiểu sử của mẹ theo nhãn giới kinh thánh hay suy tư thần học, mà người viết chỉ phác họa đôi nét cơ bản để người đọc dễ nhận ra Maria là ai. Maria là mẹ đấng cứu thế đã sinh ra Chúa Giêsu. Maria được sinh ra trong một gia đình đạo đức thánh thiện, cha người là thánh Gioan Kim và mẹ người là bà thánh Anna. Maria được sinh ra vào lúc hai ông bà Gioan Kim và Anna đã già nua tuổi tác. Maria sống ở làng quê Nazareth, miền Bắc nước Palestine. Lớn lên như mọi người con gái thời đó, Maria đính hôn với Giuse, làm nghề thợ mộc ở làng Nazareth thuộc dòng dõi vua David. Tuy đã đính hôn với Giuse, nhưng Maria đã khấn giữ mình đồng trinh để đời đời dành riêng cho Thiên Chúa, nên chính trong thời điểm này, ý định của Thiên Chúa đã đổ xuống trên trinh nữ Maria. Thiên Chúa đã sai thiên sứ Gabriel đến gặp trinh nữ Maria và nói lên ý định tuyệt vời của Thiên Chúa chọn Maria làm mẹ đấng cứu thế. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Luca chương 1 câu 31. Maria bối rối hoang mang, thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Luca chương 1 câu 34. Thiên sứ đã giải thích cho Maria rằng Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ dợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Luca chương 1 câu 35. Sau khi được giải thích về việc thụ thai mà vẫn giữ mình thuộc chọn Thiên Chúa, Maria dứt khoát nói lời xin vâng. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Luca chương 1 câu 38. Và ngôi hai là Chúa Giêsu đã ngự trị trong lòng đức trinh nữ Maria. Rồi lúc đến ngày sinh con, mẹ Maria đã hạ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá Bethlehem. Luca chương 2 câu 7. Khi hai ông bà Giuse và Maria phải trở về quê quán để khai hộ khẩu theo lệnh của hoàng đế Augusto, Luca chương 2 câu 1. Sau đó, hai ông bà Giuse và Maria lại đem Chúa Giêsu lánh qua nước Ai Cập để tránh việc tàn sát con trẻ của hoàng đế Herode, cho tới khi Herode băng hà, hai ông bà Giuse và Maria lại bồng bế hài nhi Giêsu trở về Nazareth quê nhà. Mẹ Maria đã sống một cuộc đời hết sức âm thầm với Chúa Giêsu và Thánh Giuse. Suốt 30 năm Chúa ở với hai ông bà. Trong 3 năm Chúa đi giao giảng và kết nạp các môn đệ. Chúng ta chỉ gặp Đức Mẹ một lần ở tiệc cưới Cana. Lần khác nữa, khi mẹ Maria và vài người bà con đi tìm Chúa Giêsu, Chúa đã trả lời: "Những người nghe và giữ lời ta giảng dạy, đó là mẹ và anh em của ta." Marco chương 3 câu 31 đến 35. Một lần nữa, chúng ta bắt gặp mẹ Maria đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu trên đồi Canvê. Gioan chương 19 câu 25. Lần cuối cùng, chúng ta thấy mẹ Maria
và các môn đệ cầu nguyện chung trong nhà tiệc ly để chờ đợi Chúa Thánh Thần. Công vụ chương 1 câu 14. Rồi sau đó, có lẽ Đức Mẹ đã theo Thánh Gioan đi giao giảng tin mừng ở Tiểu Á và đã qua đời ở Ê-phê-sô. Maria đã sống đời ẩn dật, âm thầm, nhưng vì mẹ là mẹ đấng cứu thế nên muôn đời mọi thế hệ đều ngợi khen tung hô mẹ. 2. Tại sao mẹ lại vô nhiễm nguyên tội? Tội nguyên tổ do hai ông bà tổ tiên Adam và Eva đã truyền lại cho con cháu muôn đời. Riêng mẹ Maria, vì là mẹ Thiên Chúa, mẹ đấng cứu thế, Thiên Chúa đã dành cho người đặc ân vô cùng quý giá ngay khi người còn đang trong cung lòng bà Thánh Anna, vì công nghiệp của Chúa Giêsu con mẹ sẽ sinh sau này. Thiên Chúa đã gìn giữ mẹ Maria nguyên truyền, trinh trắng, không hề mang tì vết. Đó là đặc ân vô nhiễm nguyên tội Thiên Chúa dành riêng cho mình mẹ mà thôi. Chính vì thế, không một phút, một giây nào trong đời sống, Đức Mẹ đã phải khuất phục ma quỷ, đã ở trong tình trạng tội lỗi. Dù khi thụ thai, dù lúc sinh con, mẹ Maria luôn thuộc trọn về Chúa, nghĩa là lúc nào mẹ cũng đầy tràn ân sủng của Chúa Thánh Thần, lúc nào mẹ cũng đầy tràn ân phúc. Mẹ không hề mắc tội, dù tội riêng mình làm, vì Thiên Chúa đã tuyển chọn mẹ. Mẹ phải là đấng hoàn toàn nhất để xứng đáng làm mẹ ngôi hai, làm người. Và mẹ là Eva mới, như giáo hội đã ca tụng mẹ. Thiên Chúa đã chọn cho con ngài một chỗ đứng xứng đáng nhờ đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ. Mẹ được giữ sạch, không vương chút tội lỗi nhờ vào ân sủng do cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Pio IX đã long trọng tuyên bố tín điều mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12 năm 1854, và chỉ 4 năm sau đó, chính Đức Mẹ đã hiện ra với Benedetta tại Lô Đức ngày 25 tháng 3 năm 1858 và đã xác nhận: "Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội." 3. Đặc ân vô nhiễm giúp gì cho ta? Chúng ta là con cái Đức Mẹ, một người mẹ hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất, vì mẹ luôn trong trắng, luôn tươi xinh, không một vết tì ố nào có thể làm ô nhiễm tâm hồn mẹ. Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, đặc ân được gìn giữ hồn xác vẹn toàn, mẹ Maria là Eva mới, Eva mang sự sống chứ không mang cái chết. Chỉ có tội mới đem lại sự giữ, mang lại cái chết cho con người. Còn mẹ, vì là người vẹn toàn được Thiên Chúa ấp ủ, bao bọc như Chúa gìn giữ con ngươi mắt Chúa, nên Maria đã trở nên mẫu gương trung thành tuyệt đối cho ta về đức trinh khiết mẹ dành trọn vẹn cho Thiên Chúa. Mẹ trở thành sao mai dẫn lối nhân loại vượt qua cuộc hải hành trần gian đầy cam go thử thách, nhờ lòng kiên vững không hề lay chuyển qua lời thưa xin vâng của mẹ. Maria đã cho ta hiểu qua đặc ân vô nhiễm nguyên tội, mẹ bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, đấng nguyên vẹn, ngàn trùng chí thánh, đấng vô cùng trung thủy đối với nhân loại này. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cho chúng con hiểu được rằng Chúa đã yêu thương mẹ, yêu thương mọi người chúng con, và không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Xin mẹ giúp chúng con luôn biết ngước nhìn lên mẹ, dù cuộc đời chúng con có muôn vàn vấp ngã, để chúng con luôn trỗi dậy và được mẹ dắt tay trỗi dậy. Xin mẹ giúp chúng con và nhân loại biết bước đi trong vâng phục, tin tưởng và cậy trông như mẹ đã luôn tuân phục ý Chúa, làm theo ý Chúa và thực thi lời Chúa. Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, Đồng Chúa Cứu Thế.